Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Hỡi những bò cái của Ba-san hãy nghe. Bay ở trên núi của Samari, hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng Chúa chúng nó rằng, hãy đem đến chúng ta cùng uống. Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng, này, những ngày sẽ đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu. Các ngươi sẽ đi ra bởi những nơi sức mẻ, mỗi người đi thẳng trước mặt mình, và các ngươi sẽ ném mình vào Ha Môn. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy đi đến Bê-tên và phạm tội, hãy đi đến Ginh-ganh và phạm tội thêm. Mỗi buổi sáng, hãy đem của lễ mình đến, và cứ 3 ngày thì dâng các phần 10 của các ngươi. Hãy đốt của lễ thù ân có men, hãy rao ra những của lễ lạc hiến, hãy làm cho thiên hạ biết. Hỡi con cái Israel, vì các ngươi ưa thích điều đó, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Còn như ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giê-hô-va phán, dầu vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng ta. Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong 3 tháng trước mùa gặt. Ta đã mưa trên thành này, và không mưa trên thành khác. Ruộng này đã được mưa, còn ruộng kia không được nhuần tưới thì khô héo. Dường ấy, người trong 2 hoặc 3 thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm được cho đỡ khác. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây olive của các ngươi đã bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi cũng như trong Ê-díp-tô. Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và những ngựa của các ngươi đã bị đem đi. Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã lật đổ giữa các ngươi như Đức Chúa Trời đã lật đổ Sodom và Gomorrah, và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Israel, vậy nên ta sẽ đãi ngươi giường ấy. Hỡi Israel, vì ta sẽ đãi ngươi giường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Thật, ấy là Ngài đã làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân. Chương 5. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời này là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi. Gái đồng trinh của Israel đã ngã xuống sẽ không dậy nữa. Nó đã bị ném bỏ trên đất nó mà không ai đỡ dậy. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy, thành nào ra 1.000 quân, chỉ còn có 100. Thành nào dấy lên 100 người, chỉ còn có 10 người trong nhà Israel sót lại. Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Israel như vậy, hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống. Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ginh-ganh, đừng đi đến Bê-e-sê-ba. Vì Ginh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống. Bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép ở Bê-tên, không ai có thể tắt được. Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu và ném sự công bình xuống đất. Hãy tìm đấng đã dựng nên những sao rua và sao cài, đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất.
danh Ngài là Giê-hô-va. Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy. Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành và gớm ghét kẻ nói ngay thẳng. Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá vuông này mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó. Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu. Các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo. Bởi đó cho nên, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, vì là thời khốn nạn. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy. Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành, hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vậy: trong mọi nơi phố chợ, người ta sẽ than khóc. Trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: hỡi ôi, hỡi ôi. Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu, và những kẻ giỏi than vang đến kêu khóc. Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va. Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng. Ví như một người tránh khỏi sư tử lại gặp con gấu, hay là như kẻ vào trong nhà dựa tay trên vách bị rắn cắn nhầm. Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng và mù mịt, không chói lói hay sao? Ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi. Ta không đẹp lòng vào những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đói xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta. Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Ta hãy làm cho sự chính trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Hỡi nhà Israel, các ngươi há chẳng từng dâng hy sinh và của lễ chay cho ta trong 40 năm nơi đồng vắng sao? Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách. Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân. Chương 6. Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn và cho những kẻ tưởng mình an ổn trên núi Sa-ma-ri. Khốn thay cho những kẻ sang trọng của các nước làm đầu, là những kẻ mà nhà Israel về cùng. Vậy hãy qua Ca-ne và hãy xem. Hãy đi từ đó đến thành Ha-mát lớn, đoạn xuống thành gác của người Philistin. Những thành ấy há tốt hơn những nước này sao? Bờ cõi chúng nó há lớn hơn bờ cõi các ngươi sao? Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra, và làm cho ngôi bạo ngược gần lại. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà, và duỗi dài trên ghế dài mình, ăn những chiên con chọn ra trong bầy, và những bò con mập trong chuồng. Thật, các ngươi hát bài bậy bạ, họa theo đàn cầm, bày vẽ ra những đồ nhạc khí cho mình như vua David. Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu rất quý sức cho thơm mình, mà không lo đến tai nạn của Giô-sép. Vậy nên, chúng nó sẽ bị bắt làm phu tù đầu nhất trong những kẻ bị bắt, và bây giờ sẽ dứt tiếng reo vui của những kẻ buông tuồng ấy. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Chúa Giê-hô-va đã chỉ mình mà thề rằng: ta gớm ghét sự kiêu ngạo của Gia-cốp và ghét cung đền nó. Vậy nên ta sẽ phó thành này cùng những vật chứa ở trong.
nếu trong một nhà còn lại 10 người, thì chúng nó cũng sẽ chết hết. Một người bà con gần là kẻ phải đốt xác chết, sẽ cất người lên để đem xương ra khỏi nhà. Người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng, còn có ai ở với ngươi không? Kẻ ấy đáp rằng không có ai hết. Bây giờ người bà con nói rằng, hãy im đi, chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va truyền lệnh, này, nhà lớn sẽ bị ngã xuống mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh. Người ta há cho ngựa chạy trên vần đá sao? Người ta há đem bò cày tại đó. Nhưng các ngươi đã đổi sự chính trực làm cay đắng và đổi trái công bình ra ngải cứu. Các ngươi ưa thích sự hư không và nói rằng, há chẳng phải nhờ sức mạnh chúng ta mà chúng ta đã được sừng sao? Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán, này hỡi nhà Israel, ta sẽ dấy lên một nước nghịch cùng các ngươi, nó sẽ hà hiếp các ngươi từ lối vào Hamat cho đến khe Araba. Chương 3. Năm thứ 15 đời Cesar Tiberi, khi Bôn Sơ Phi Lát làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iture và tỉnh Traconit, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đan, giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Vậy Giăng nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm rằng: hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cây búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi Giăng rằng: vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng: còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Bởi dân chúng vẫn trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là đấng Christ chăng. Nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây dài Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi Giăng rao truyền tin lành thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Herod vua chư hầu đã bị Giăng can gián về việc Herodia vợ của em mình, cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa là bắt Giăng bỏ tù. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm. Ngài đứng cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin thì Ngài là con Joseph, Joseph con Heli, Heli con Mát-tác, Mát-tác con Lê-vi, Lê-vi con Mên-chi, Mên-chi con Gia-nê, Gia-nê con Joseph, Joseph con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt, A-mốt con Na-hum,
Nahum con Ekli, Ekli con Nagi, Nagi con Ma'at, Ma'at con Matathia, Matathia con Semein, Semein con Yosek, Yosek con Yoda, Yoda con Yoanan, Yoanan con Resa, Resa con Sorobaben, Sorobaben con Salathien, Salathien con Neri, Neri con Minki, Minki con Adi, Adi con Kosam, Kosam con Enmadan, Enmadan con Ere, Ere con Yesu, Yesu con Eliezer, Eliezer con Yurim, Yurim con Matthak, Matthak con Levi, Levi con Simeon, Simeon con Yuda, Yuda con Yosef, Yosef con Yonam, Yonam con Eliakim, Eliakim con Melea, Melea con Menna, Menna con Mattatha, Mattatha con Nathan, Nathan con David, David con Jesse, Jesse con Yobed, Yobed con Bo-o, Bo-o con Sala, Sala con Na'ashon, Na'ashon con Aminadab, Aminadab con Admin, Admin con Aroni, Aroni con Ekrom, Ekrom con Phare, Phare con Judah, Judah con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, Abraham con Thare, Thare con Naco, Naco con Serup, Serup con Ragao, Ragao con Phalek, Phalek con Hebe, Hebe con Sala, Sala con Cainam, Cainam con Abakshak, Abakshak con Shem, Shem con Noe, Noe con Lamech, Lamech con Matushelah, Matushelah con Henoch, Henoch con Yared, Yared con Meleleen, Meleleen con Cainam, Cainam con Enoch, Enoch con Shet, Shet con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Chương thứ tư. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi." Ma quỷ đem Ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: "Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng: "Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa." Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: "Hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó." Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra và nói rằng: "Có phải con Joseph chăng?" Ngài phán rằng: "Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Capernaum thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi."
Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Eli, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Dù vậy Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà quá ở Sarepta xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Elishe, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật phung, song không có ai lành sạch được, chỉ Naaman người xứ Syria mà thôi. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo ngài ra ngoài thành, đưa ngài lên chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng ngài xuống. Xong ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của ngài, vì ngài dùng quyền phép mà phán. Vả trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: hỡi Giêsu Nazareth, chúng tôi với ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Xong Đức Chúa Giêsu quở nặng nó mà rằng: hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ nói cùng nhau rằng: ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Vậy danh tiếng ngài đồn khắp các nơi xung quanh. Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội, vào nhà Simon. Bà gia Simon đang đau rét nặng lắm, người ta xin ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng: ngài là đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Nhưng ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết ngài là đấng Christ. Vừa rạng ngày, ngài ra đi đến nơi vắng vẻ. Một đoàn dân đông kéo đi tìm ngài. Họ theo kịp, giữ ngài ở lại, không muốn để ngài đi. Nhưng ngài phán cùng họ rằng: ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilê. Thi Thiên 115. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật ngài, sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi bèn là đáng về danh ngài. Vì sao các ngoại bang nói rằng Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời, phàm điều gì vừa ý ngài thì ngài đã làm. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hỡi Israel, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi nhà A-rôn, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va, ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi, ngài sẽ ban phước cho nhà Israel, cũng sẽ ban phước cho nhà A-rôn. Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước ngài cho các ngươi và cho con cháu các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, đã ban phước cho các ngươi. Các từng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng ngài đã ban đất cho con cái loài người. Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của ngài. Xin lời của ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của ngài.
để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.